có một cái sự lựa chọn thoải mái nhất, cũng như là mình theo cái sở thích cũng như là cái phong thủy gì của mình ha các bạn. Và với chiếc xe đầu tiên em muốn xin giới thiệu với các anh chị ngày hôm nay, đó là một chiếc xe Honda SH. SH màu đỏ tuyệt đẹp luôn. Xin thưa với các anh chị, đây là chiếc xe Honda SH. Honda SH Việt Nam lên toàn bộ SH mâm, lên mâm luôn nha các bạn. Đó. Lên mâm luôn. Dán keo nguyên chiếc. Đồng hồ thì đồng hồ xịn luôn, đồng hồ ý luôn, Oso luôn. Đó, đồng hồ điện tử nghiêm chỉnh. Chìa khóa đây lên luôn, chìa khóa thông minh. Đó, khóa thông minh. Đó. Và dàn áo nè các bạn. Lên dàn áo gần như giống như SH ý luôn. Nhưng mà dù gì em cũng thưa với bạn anh chị là SH Việt Nam, là em báo SH Việt Nam. Em nó mang biển số là 59Y2-50057. Đó, xe này là chính chủ em đứng tên luôn nha các bạn. Và xe còn khá là sạch sẽ, liền lạc. Tất cả là xe là và các cô chú anh chị được test xe, được kiểm tra xe, được thử dưới mọi thứ và được kiểm tra thoải mái hết. Và sau khi thử kiểm tra xong, các bạn các chuyện này lòng vừa ý thì mình cùng ra ký hợp đồng công chứng mua bán. Và sau khi ký vào công chứng mua bán thì mới nhận lúa là thanh toán là sau cùng nha các bạn. Đó. Và với chiếc xe Honda SH này, tôi lại là Honda SH Việt Nam nhưng mà lên kiểu áo Ý rồi. Đó. Rồi mâm Ý luôn rồi, rồi lóc luôn. Lóc luôn các bạn, lóc nồi á, đi trang luôn. Rồi đèn đuốc, đồng hồ. Rồi chìa khóa gì, tất cả là ok hết. Đi nó rất là đẹp. Và với chiếc xe này thì mình mong muốn bán với giá là 62 triệu cho một chiếc xe Honda SH nghiêm chỉnh, đàng hoàng, đẹp và được dán keo nguyên chiếc. Rồi, cảm ơn. Và cái chiếc màu đỏ thì cái chiếc màu trắng này các bạn cũng là một cái lựa chọn rất là đáng cân nhắc. Và bởi vì xe này thì màu trắng không có cái gì lên, chỉ có lên cái áo nhìn cho nó đẹp giống như áo Ý thôi. Nhưng mà cái áo xe đỏ thì nó đẹp hơn các bạn. Áo xe đỏ thì nó đẹp hơn. Áo xe trắng thì đồng hồ còn đồng hồ bình thường. Đó, nhưng mà là hai cái màu trắng đen nó đơn giản, nó tạo ra một cái sự mà nhìn nó rất là sang trọng, nhìn nó đơn giản, hai màu tương phản trắng đen. Đó, em này thì mang biển số là 59D1-48441. Và với chiếc xe Honda SH màu trắng đen này thì mình mong muốn bán với giá là 68 triệu nha các bạn. Và mấy cái xe này thì máy móc thì các bạn có thể yên tâm là nó cực kỳ bền này, và nó ít có hư hỏng vặt lắm. Đó, nên những khi khỏi cần lên máy, các bạn có thể lên đến đây, các bạn có thể test thoải mái luôn, hài lòng, chắc chắn là hài lòng với mấy chiếc xe Việt Nam. Mấy xe này thì đi rất ngon lắm, không phải lo gì máy móc đó. Và như chiếc này, và với như chiếc này thì là chiếc xe cũng lại SH Việt Nam lên lên áo. Đó, nhưng mà em nó có màu xám xi măng. Màu xám xi măng thì được rất là nhiều các bạn thích hết các bạn. Đó, cái màu này nhìn nó nhu ơi là nhu. Đó. Nhìn rất là nhu. Và em này thì mặc định nó coi như cũng có chìa khóa thông minh luôn. Đời cao là có chìa khóa thông minh hết các bạn. Đó, màu xám xi măng. Rất là hiện đại, rất là thời trang. Đó. Rất là thời trang. Em này mang biển số 59L1-61218. Đó, và với chiếc xe SH màu xám xi măng này thì mình mong muốn bán với giá là 75 triệu. 75 triệu. Mấy chiếc xe này nằm trong 50 nha các bạn. Đó. Kế nữa là một cái xe A mẫu 2019, đèn led 2 tầng. Đèn led 2 tầng. Mẫu này rất là được nhiều các bạn trẻ thích cái mẫu 2019, bởi vì nó sẽ lên cái đồng hồ kiểu khác hơn với cái đồng hồ kiểu đời 2018, 17, 17, 18, 17, 18 nó còn như giống nhau. Đó.
không. Xe rất là mới, rất là đẹp luôn, màu đỏ, may mắn, chìa khóa thông minh. Và với chiếc này thì mình mong muốn bán với giá là 82 triệu nha các bạn. 82 triệu. Đó, còn mẫu 2021-22 là mẫu đèn mắt khít nè các bạn, đèn led mắt khít mới tinh. Đó, mới tinh. Xe thì từ vỏ cho đến mâm cột đều mới và dày và không trầy luôn. Đó, và với chiếc xe mẫu đời cuối 150 này các bạn, xe này thì là 150 phân khối nha các bạn, đi cũng ít mấy ngàn. Đó, và một trắng mới chát luôn. Mấy cái xe này gần như là nó mới tinh luôn các bạn, không có một cái lỗi nào, không có một cái dấu chày nào luôn. Ra mua về được, ta bỏ mẫu ta thích thôi, ta đổi. Đó, và với chiếc xe Honda SS mẫu đời cuối 2020-21-22 mà 150 này thì mình mong muốn bán với giá là 85 triệu nha các bạn. 85 triệu cho chiếc xe Honda SS Việt Nam mẫu 2021-22. Đó, ngoài ra còn khá là nhiều cái xe màu khác nữa. Đó, còn khá là nhiều, nhưng mà bây giờ nhiều thì nó cũng là xe SS Việt Nam các bạn. Đó, kể cả ví dụ như các bạn các chị mua thì có rất là dòng, nhiều dòng. Nhiều dòng dòng có ABS nữa nè, ABS này. Đó. Nói chung là rất là nhiều màu. Nên khi các bạn các chị mua, các bạn các chị mặc dù là có thể là mua chiếc màu đỏ này ha, nhưng mà các bạn các chị có thể đổi màu trắng, màu xanh, màu đen theo cái phong thủy, theo cái sở thích của các chị. Đó, để cho mấy em nó đổi cho các bạn các chị mặc hoàn toàn miễn phí. Đến khi nào các bạn các anh chị cảm thấy hài lòng vừa ý thì thôi. Đó, đổi kể cả từ khi có thể là đổi từ cái mâm. Đổi từ cái mâm trắng qua cái mâm đen, hoặc là cái mâm xám bạc đó các bạn, qua cái mâm đen. Đó, nhiều cái kiểu mà của khách hàng mong muốn lắm. Thì miễn sao là em sẽ cố gắng làm sao để khách hàng có thể là được lựa chọn theo cái sở thích của khách hàng nhất có thể. À, và cũng xin thông báo với các bạn các anh chị là nếu mà các bạn các anh chị có thể mua được tiền mặt luôn cũng được, các bạn các anh chị không mua tiền mặt cũng được, các bạn các anh chị có thể hỗ trợ trả góp, mua góp luôn cũng được, với điều kiện là các bạn chỉ đi trước khoảng 20-30%. Đó, thì các bạn các anh chị cũng có thể nhận được cái sự hỗ trợ từ ngân hàng, nói chung là cũng góp vậy đó. À, rồi ví dụ như các bạn các anh chị cũng có thể cà thẻ luôn, nói chung chấp nhận hết mọi cái hình thức hỗ trợ tài chính cho các bạn các anh chị, miễn sao để các bạn các anh chị cảm thấy là thoải mái nhất có thể. À, và khi nào cũng vậy, các bạn các anh chị được thử test xe, kiểm tra xe, và quan trọng là mình thử mình test thực tế, khi nào mình cảm thấy mình hài lòng vừa ý thì mình mới bắt đầu tiến hành làm giấy tờ mua bán, và sau khi làm giấy tờ mua bán xong thì giao xe cho các bạn các anh chị xong mới nhận lúa là sau cùng các bạn. Và lúc nào cũng vậy, miễn sao các bạn các anh chị cảm thấy hài lòng mới bán, còn khi mà các bạn các chị cứ lên thoải mái, cho dù có mua cũng được, sự hỗ trợ mình tư vấn tham khảo tham mưu vậy thôi. Còn kể cả các bạn các anh chị không mua thì sau này chừng nào mua cũng được, miễn sao là các bạn các anh chị tới tham quan trực tiếp cũng như là mình trải nghiệm thực tế, mình cảm thấy cái nào mình hài lòng vừa ý, nó phù hợp mình thì mình ra quyết định lúc đó.